con thích sáng hát những bài hát có ý nghĩa lắm. Dạ. Những bài hát nào mà nó cái lời nó không có khuôn khổ, không có nội dung rồi con hát không được. Đừng lụy đồng tiền, tiền không mua được hạnh phúc đâu. Đừng lụy vì tiền, tiền che tâm ta mở lối đi. Đồng tiền mình làm bằng công lao sức lực chính ta. Tiền quan minh, tiền trong sáng, lương tâm ta bình an. Đừng lụy đồng tiền mà đen tâm thay già trắng đen. Đừng vì đồng tiền mà trầm luân xa vào tối tăm. Đừng mua vì tiền mà gây ra bao cảnh trái ngang. Làm bao nhiêu điều oan khiến, khiến cho cuộc đời sầu bi. Hãy thay đổi mọi người giống như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn. Hãy biết dấp tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình. Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu. Cố gắng sống một đời sống thanh cao, tiền đâu phải là tất cả. Ha ha. Được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no. Làm được nhiều tiền thì sẽ chia cho người khó khăn. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Đồng tiền chỉ là phương tiện, chúng ta hãy điều khiển đồng tiền chứ đừng để đồng tiền điều khiển chúng ta, đúng không quý vị? Dạ. Hãy thay đổi mọi người giống như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn. Hãy biết dấp tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình. Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu. Cố gắng sống một đời sống thanh cao, tiền đâu phải là tất cả. Ha ha ha. Được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no. Làm được nhiều tiền thì sẽ chia cho người khó khăn. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi. Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo. Đừng lụy đồng tiền. Dạ, tôi cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Con không làm mất thời gian của quý vị. Và bây giờ con làm thủ tục. Dạ. Con nói chữ thủ tục cho vui thôi, nhưng mà đây là phải sự tự nguyện. Tại vì mỗi ngày con cũng đều niệm Phật mà. Dạ. Đi xe hay là đi đâu bất kỳ nữa mình cũng niệm Phật. Mình tự nhiên mình cảm thấy bình an lắm. Dạ. 2, 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con cảm ơn rất nhiều và con xin chúc cho quý Phật tử nhiều sức khỏe và luôn luôn được nhiều điều may mắn trong cuộc sống ạ. Dạ. Con gửi lại cho thầy ở đây ha. Dạ. Thì con xin là 200. À, tặng Quách Tấn Du thêm vàng pháo tay thiệt lớn nha. Chúng ta nên đọc 12 lời đại nguyện cái ngày ngày mừng thọ. Chắc